Hoàng bá là loại cây mới di thực vào nước ta từ cuối những năm 1960 tại các tỉnh miền núi như Lào Cai, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng. Dân gian thường sử dụng vỏ thân của hoàng bá để điều trị các bệnh viêm da và rối loạn tiêu hóa. Hiện nay, y học hiện đại phát triển, tác dụng của hoàng bá trong điều trị các bệnh lý tim mạch ngày càng được làm sáng tỏ. Hãy cùng khám phá lợi ích bí ẩn ấy ngay tại video dưới đây. Hoàng bá là loại cây thân gỗ, chiều cao có thể lên tới 15-20m, vỏ thân dày có màu vàng, bên ngoài phủ một lớp bần màu nâu xám, lá có hình trứng dài, hoa có màu vàng xanh, quả tím đen. Bộ phận dùng của hoàng bá chính là lớp vỏ thân và cành. Người ta thường thu hoạch hoàng bá vào mùa hạ, cạo sạch lớp vỏ ngoài rồi cắt miếng và phơi hoặc sấy khô. Thành phần chủ yếu trong vỏ hoàng bá là các alkaloid như berberine, palmitin. Đây cũng chính là bí mật tạo nên những lợi ích tuyệt diệu của hoàng bá trong điều trị bệnh tim mạch. Tác dụng chống oxy hóa. Nhờ tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, berberine giúp dọn dẹp các gốc tự do trong cơ thể. Đây cũng chính là tác nhân gây tổn thương mạch máu van tim và cơ tim của bạn. Tác dụng chống viêm. Chiết xuất hoàng bá có hoạt tính chống viêm mạnh tương đương với các thuốc chống viêm Tây y như celecoxib hay dexamethasone. Trong đó, phản ứng viêm chính là một yếu tố góp phần tham gia vào nhiều cơ chế gây bệnh như xơ vữa động mạch, viêm cơ tim, viêm nội tâm mạc, v.v. Tăng cường khả năng co bóp của cơ tim. Nghiên cứu của Bệnh viện Thành Đô Trung Quốc trên người bệnh suy tim độ 3, độ 4 cho thấy berberine có tác dụng làm gia tăng phân suất tống máu, giảm tần suất và độ phức tạp của các cơn rối loạn nhịp tim. Bảo vệ tế bào cơ tim. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Y khoa Yale, Hoa Kỳ, berberine giúp duy trì hoạt động của tế bào cơ tim trong tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng, ngăn ngừa nguy cơ hoại tử tế bào gây ra nhồi máu cơ tim. Tác dụng giãn động mạch vành tim, hạ huyết áp. Berberine trong hoàng bá có tác dụng tăng cường giải phóng NO, một chất gây giãn mạch, nhờ đó giúp làm giảm cả chỉ số huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương cho người bệnh. Giảm mỡ máu. Một thử nghiệm lâm sàng trên 63 bệnh nhân bị rối loạn lipid máu cho thấy, nhóm bệnh nhân điều trị bằng berberine đã giảm 23,8% LDL cholesterol. Các nhà khoa học cũng ghi nhận rằng berberine có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với thuốc hạ mỡ máu trong điều trị rối loạn lipid máu. Bảo vệ chức năng gan, thận. Nghiên cứu về tác dụng của berberine trong điều trị các bệnh mãn tính như tim mạch, các nhà khoa học cũng nhận thấy hoạt chất này có khả năng làm giảm bớt độc tính của thuốc tây trên gan, thận. Với những công dụng trên, việc sử dụng hoàng bá trong điều trị bệnh tim mạch hiện nay đang được áp dụng khá là rộng rãi. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu và bào chế nên viên uống vương tâm thống, kết hợp cùng những thành phần chống đông máu tự nhiên như natto, cùng các thảo dược khác với hoạt tính giãn mạch hạ áp như bồ hoàng, đỏ ngọt. Đây được xem là giải pháp toàn diện mà người bệnh tim mạch không thể bỏ qua. Thực tế đã có rất nhiều người bệnh tim mạch nhờ sử dụng vương tâm thống chứa chiết xuất hoàng bá mỗi ngày mà bệnh tim đã cải thiện nhanh chóng, giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, các chỉ số huyết áp, nhịp tim đã trở về ổn định. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của một trường hợp điển hình ngay sau đây. Trong người tôi bao giờ cũng vẫn có vương tâm thống đi cùng với thuốc huyết áp uống kèm. Khi mà sử dụng vương tâm thống này, nó cải thiện rất nhiều, nó khỏe hẳn và không đau. Hiện nay hoạt động của tôi thì như vậy là tương đối bình thường. Ví dụ là lên động tác thứ nhất thử hàng ngày nên là phải lên cầu thang 2-3 lần, bê những vật nặng, cụ thể như là tôi bê cả cái xe đạp, trong đó rằng có cái đồ nghề đằng sau, các cái phụ tùng và bơm nước, rồi là các cái xăm nốt này thay dự trữ, cả xe cả đồ cỡ ước chừng khoảng 20-30 cân để nhấc một tay vượt qua những cái vật cản mà bất khả kháng, trèo xa qua cái vật cản đấy thì cảm thấy vẫn bình thường. Vương tâm thống đối với tôi đó là bạn đời, dùng cho đến khi nào ra đi về thăm tổ nghiệp thì thế thôi. Nếu bạn quan tâm và muốn được tư vấn chi tiết về giải pháp trị bệnh tim mạch với thảo dược hoàng bá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc Zalo 0962 546 541 để được hỗ trợ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Tâm Thống, giải pháp thảo dược hỗ trợ hàng đầu dành cho người bị nghẽn mạch vành do huyết khối hoặc xơ vữa động mạch gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, người bị hẹp hở van tim, có triệu chứng khó thở, loạn nhịp, đau thắt ngực, người bị mỡ máu cao, tăng huyết áp.